Trong suốt quá trình mình làm YouTube từ đó đến bây giờ thì mình đã từng làm hai con game mà thể loại thủ thành, đó chính là All Star Tower Defense và Anime Adventures. Nhưng mà vì hai con game mà dead rồi cho nên là mình cũng không làm video nữa. Và sau một vài tháng thì boom, bộ game Tower Defense mới xuất hiện. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ từ noob trở thành một pro trong Toilet Tower Defense. Và trong hành trình này mình sẽ cố gắng trở thành một hàng pro trong tựa game này, và cũng như là có thể leo top bảng xếp hạng trong tựa game này nha. Và được rồi, bắt đầu với ngày thứ nhất thôi nào. Và đừng quên là hiện tại sách dụng này giảm giá tất cả unit và gem trong tựa game này nha. Link dưới phần bình luận nha các bạn. Siêu giảm giá luôn các bạn. Ok, hiện tại chúng ta đang có mặt tại Toilet Tower Defense nha các bạn. Thì bây giờ hiện tại chúng ta đang có trong tay ấy, một cái nhân vật Speakerman. Thật ra mình có chơi game này qua thử rồi. Mình cũng có 697 coin luôn các bạn. Rồi, giờ mình sẽ summon mấy lần nha các bạn. Để coi mình đang có gì. Ui rồi, camera woman, let's go. Incoming, let's go. Nói chung là chúng ta chỉ mới chơi thôi cho nên không sao cả. Ui, được con rare nè. Nhưng mà như cứt. Nói chung là mấy con này gào quá các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy mấy con unit trong cái rương mình ra nha các bạn. Thật ra đây mới là con unit chính của mình nè. Tại vì những con này là hồi trước á mình có chơi thử qua rồi. Đó, bạn thấy không? Cũng VIP. Bây giờ mình sẽ lấy mấy con này, mình sẽ đi mấy cái màn đây nha thử nha các bạn. Let's go. Để chơi màn gì ta? Mẹ đi. Đây. Toilet Hàn Quốc. Ê, đi cameraman Hàn Quốc mày ơi. Rồi, let's go. Đi cameraman Hàn Quốc thôi. Đi thôi bên này. Rồi đi thôi. Okay. Cameraman Hàn Quốc. Ui sao da mình đen thế này? What the hell man? Ôi thôi, da mình bình thường rồi. Nay mẹ hả? Hay chơi gì? Mẹ luôn anh ơi. Mẹ luôn. Noob to bro mà mới vô kiểu này là thấy mình thấy sắp bro rồi các bạn. Đấy, mới vô thấy bro nhanh rồi. Rút ngắn quá trình. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi farm mấy con Santa Man các bạn ơi. Thì mấy con Santa Man chắc là mình sẽ đặt ở đây đi ha. Ủa đặt được rồi nè. Đây đặt đi. Cứ để hai con này nó vô nha, không sao hết đâu. Ok. Mấy cái này giờ tung nhà mình rồi các bạn. Goodbye nhà. Rồi đặt thêm một con Santa nữa. Rồi let's go. Ui đếp mấy con có toilet đi mày ơi. Con nào? Kìa tụi mày đặt mấy con ra đếp đi. Này không phải solo đâu, này là chiến thuật mà. Thật đặt mấy gì? Con ra đếp đi. Quá gà, mấy mày quá non. Ui giời ơi, con tôi đếp không được. Dạ quá. Hồi xong rồi. Hồi thua rồi các bạn. Hồi xong. Mấy gà ơi, đếp đi mấy gà ơi. Mình sắp thua các bạn ơi. Mấy con này nó vượt qua rồi. Ôi không, help me please. No. Ơi giờ sao? Giờ thua thôi, let's go. Ôi thua rồi, let's go. Ôi, nó giật ghê vậy. Con này siêu giật luôn các bạn. Ngon chưa? Ngon rồi á. Tụi nó tự trả lời luôn. Tỷ ơi. Alo. Xin chào anh Tỷ. Bây giờ mình sẽ ngồi tập trung, mình nâng mắt mấy con này đi, xong rồi tí hồ mình sẽ phụ đép mấy con kia nha. Chứ bây giờ mình không đép đâu. Ha 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 ha. Tí tao rồi, con rết bắt kìa. Cứu tao. Đâu, con này tuổi gì? Con này tuổi gì? À, con này nó bắn vô mày, người này á chết luôn. Thôi kệ con này đi mày ơi, trước sau gì nó qua kia, con kia cũng bắn rồi đó. Tí qua kia này bắn chết nè, bắn không chết thì thua thôi. Ê mấy thằng nhóc con nít nôi. Ôi nó qua kìa em ơi. Oh shit. Đặt đi, đeo đâu. Anh không biết. Đếp. Ôi giời ơi, anh ơi. Giết đi em ơi. Ôi! Thôi. Hổ ai. Tao lại mày luôn Dũng ơi, sao mày ngu dữ vậy? Ngon. Cái đó do thằng kia, do thằng Vinh chứ. Dân mày ngu rồi. Ôi. Không sao, còn hai con kia của anh đếp nè, còn hai con này của anh đếp nè, thấy không? À. Được không? Được. Minigun camera woman mà em. Giặt đến nhà đàn bà cũng đánh nghe đó chưa? Đó, thấy không? Nó tin các bạn. Ôi! Rồi, ok. Hình nó không thua các bạn. Tưởng thua chứ. Ok, tạm thời đội hình của chúng ta khá là ổn rồi. Đấy. Cái này có bao nhiêu quay vậy anh em? Em không biết nữa. Đợi heo. Nightmare là 50 quay hay sao á? Ui, mấy con kia chạy nhanh vậy. Bây giờ mình sẽ tập trung mình úp mấy con này đây gần mắt các bạn. Thêm một quay nữa là xong nha. Sau đó mình sẽ đi phụ đép mấy thanh niên này nha các bạn. Đó, mấy thanh niên này nãy giờ tập trung ngồi đép. Đó. Còn mình thì lo farm, mình sẽ bắt đầu mình sẽ đặt mấy con super bro của mình nha. Rồi, ok, let's go. Bây giờ mình sẽ đặt ra nha các bạn. Mình sẽ đặt ở đây đi. Đó, một con nè. Ơi nó qua nhà kìa anh em ơi. Ê, thủ anh em ơi. Con bốn mấy ngàn máu luôn nè. Thôi chết rồi. Chết rồi. Ê, chừng thua thiệt á. Không thủ được rồi anh ơi. Chịu rồi đấy. Không kịp thủ chết luôn rồi chỗ. Đúng rồi. Ui con này của anh thủ được nè. Con này của tao là bấm cái chiếc lưng này chỗ này đó. Đồ, what the hell man. Ngon rồi đó. Không, chắc anh đặt con ở đây đi ha. Đặt con ở đây đi. Tí nên thủ đây luôn. Ôi, nó qua nhà mình kìa. Thủ khá là ổn. Không ổn đó các bạn, không ổn rồi. Ổn lời lìa. Rồi, không sao. Thủ được các bạn. Rồi, ok. Đặt ở nhà đi Dũng. Gì? Đặt ở nhà đặt hai con rồi. Bây giờ đặt mấy con ở đây thôi. Ở nhà mà. Không có con nào có thể cản bước được chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt thêm một con ở đây nha các bạn. Để cho là nó gây đam đầu á. Thì tí hồi mấy con này lại thì đánh kịp nha. Đấy, chứ không là vét không kịp các bạn. Không kịp đánh chết luôn rồi chỗ. Rồi, sao? Mấy này đi hết luôn. Quá dễ các bạn. Ui con trực thăng kìa. What the fuck? Con mới bay trực thăng các bạn. Quá đạo vậy. Ôi. Nó ngủ à. Nó ru ngủ các bạn ơi. Không sao. Nó ru ngủ mấy con phải bật này, không sao các bạn. Nó ru ngủ mấy con của mình. Thôi mấy con đó mạnh hơn mấy con mày á. Ok nha. Nhưng mà mấy con của tao to hơn. To đâu có nghĩa là mạnh đâu. Hù kè. Let's go.
Let's go. Ngon, một đống tiền luôn. Quay 50 là xong đúng không anh em? Đúng rồi. Ok. Cái quay này quá dễ anh ơi. Rồi xong. Đây mình đặt thêm một con ở đây đi ha. Đó, nói chung đặt ở đây cho VIP các bạn, tại vì hiện tại thì mấy con này thủ mình khá là chắc rồi, mình cũng không có cần phải quan tâm về cái vấn đề đặt lắm đâu. Ôi anh em ơi, không ổn rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ổn rồi. Không sao. Rồi lia. Cảm ơn các bạn nha. Rồi. Like, subscribe cho đồ của mình nha các bạn. Không sao, còn hai con ở dưới của mình nữa các bạn. Hai con này. Ui, con này mình chưa upgrade nè, mình quên upgrade mất các bạn. Bây giờ quên mất cái upgrade. À, nói chung là nâng mấy con này nữa. Nói chung ở dưới mình vẫn còn khá là nhiều con. Hai con lận. Ơi anh em ơi, thấy nhà không ổn lắm nha. Thấy nhà không ổn lắm anh em ơi. Ê anh em ơi. Ổn rồi lia. Ôi anh em ơi. Thôi được xong. Không vậy? Thôi cái con mini Yoru này sao nó đánh ghê vậy? Thôi xong rồi. Tao tôi skip đi. Không ổn lắm anh em ơi. Ơi chết rồi. Thủng nhà rồi. Không ổn rồi. Chết rồi. Không nào thủng nhà hết vậy các bạn. Người ta mất rồi. Ôi không. Người đồng ý ngay khi. What the hell? Vậy là anh đã hết yêu. Cản nó lại. Cản nó rồi. Dừng. No. Thôi thua rồi. Tại vì round này là tao không xài con unit mạnh nhất của tao rồi. Do mày ngu. Thua rồi. Do mày ngu đúng rồi. Ôi vậy là chúng ta đã thua một cách rất là nhảm các bạn. What the hell man. Tại mày á. Cho nên là mình quyết định á là mình chắc sẽ mượn cái con mạnh nhất của thằng hữu đi các bạn ơi. Let's go. Chạy tao thôi. Không nhé. Này, đánh luôn. Con này tiếc cái là không có làm chậm nhưng mà nó có ngưng động thời gian á. Ngon, ngưng động thời gian à? Cái là ngưng động cá map luôn hay sao? Đúng rồi, ngưng động cá map luôn. Nhưng mà mấy con của mình nó vẫn bắn được. Giờ chắc là farm bên đây đi. Thằng cuối bắp ơi. Sao thằng gà? Vì mày cuối bắp mày kêu tao gà á. Mày cái thằng cuối bắp. Ôi nó làm gì kìa? What the hell man? Pew. Do mày gà á, mấy con này mày úp ray á, ngu bò. Ê ngu bò. Chơi thì ngu. Nói gì nữa? Chơi thì ngu. Cái thằng ốc chắc này. Ôi, người ta đã lấy đâu rồi mọi người. Gì nó ngu quá mà. Ngu mày giống mày. Nó kìa. Mày á thấy không? Trời ơi, thất thủ rồi. Trời ơi, tao lại, mày đặt con ra đép đi. Đặt con nào ra đép con này đi. Đẹp luôn. Thất thua các bạn ơi, Let's go. Vui quá bạn ơi. Vui bạn thất thua rồi. Vui quá thất thua rồi bạn ơi. Let's go. Vui gì đúng? Vui mà. Thua rồi. Thấy thằng Dũng nó ngu không? Thua. Đẹp đây, đúng rồi. Thật ra mình có tiền nhưng mà mình không đép các bạn. Để cho thằng này nó đép các bạn. Ôi thôi. Ôi đi đặt con phụ luôn. Rồi đó. Cái con thằng Vinh phế các bạn. Ui con minigun toilet nè. Mày đép đi. Một mình minigun có đép nè. Không được đâu. Quá ráo à. Đép vậy là quá đủ rồi. Không đép nữa. Đúng là cái lũ ăn không ngồi rồi. Mấy con này đi qua là con này bắn các bạn. Đó. Nó cái đồ luôn. Nó cái đồ. Ok mà sắp farm xong các bạn ơi. Chắc thầm một quay nữa là mình farm xong nha. Ôi. What the hell man. What the hell. Con này là mấy hút bụi các bạn. Hey. Mày á. Ui một quay nữa chúng ta mới full được các bạn. Không sao cả, một quay nữa chúng mình sẽ gánh team các bạn ơi. Tại vì chúng ta đang có trong tay con mạnh nhất thế giới. Rồi xong. Con này sức giận đặt ở đâu ngon hủ ơi. đặt ở đây đi. Hay không vậy? Đó. Đặt cái đâu. Sao con này nhìn phế vậy? Con này nhìn nó tù các bạn ơi. Mạnh lắm. Đây để mình nâng cấp nó để xem qua nha. Một lỗ đây nữa của chúng ta là đang tầm khoảng 20.000 đô các bạn. What the hell man. Mắc vậy? Ồ cái hiệu ứng con này sao nhìn phế thì chứ. Nó cứ ngồi lên ngồi xuống. Giống như trồng lúa các bạn. Ui let go. Nó có chưa bắn gì nữa các bạn. Ủa tam shop xài ở đâu vậy? Mày nhìn cái dưới góc của mày đi. Mày thấy cái tam shop không? À bấm nút C hả? Thử bấm nút C đi. Thôi không bấm nào. Tự bấm. Thử đi. Cứ thử đi. Rồi bấm được rồi. Let's go. Ui lát rồi. Đứng rồi. Sợ quá. Vậy đi con nét phát khóc luôn. Mày nếu mà mày không biết thì cái game này đi con nét là đi con nét lại được. Dạ. Yeah. Ngon. Ok thì hiện tại là chúng ta đang ở quay 42 các bạn. Hình như quay 50 là win đúng không? Đúng rồi. Ok. Mình đã đặt được tầm khoảng 5 con. 5 con gì? Titan Clockman nè các bạn. Đó, Titan thời gian gì đó. Cũng mới đảo hết. Và có vẻ như là vẫn chưa có con Titan nào kiểu có thể bước qua được cái khu vực này luôn các bạn. Thực sự là nãy giờ chúng ta thủ quá chắc rồi. Được 6 con rồi các bạn. Let's go. Rồi quay 50 rồi. Chúng ta sẽ đi sell mấy con unit Santa Man thôi. Goodbye. Wow, được một đống tiền luôn. Time stop. The water door. Cái con này chưa gì nó mất 25% máu rồi nè. Ở win được á. Goodbye Zan Smooth Toilet. Easy. Ngon. Let's go. Ok thì sau một hồi mình đi ăn xin một chút xíu nữa thì chúng ta đã có con upgraded Titan Cinema Man. Và chúng ta đang thủ hàng Godly luôn. Cái con này hàng Godly các bạn. Ghê thiệt. Rồi để mình anh quyết mấy con này đi các bạn. Mình sẽ cầm đúng 2 con thôi để mình chơi. À. Đây. Chơi có nãy mà thua á, mình phải trả thù bán thua mình đúng không? Đó. Đây. Em ơi. Thì nói chung là mấy con bet của mình nó khá là yếu các bạn. Cho nên là bạn nào mà có bet xịn á thì donate cho mình nha. Đây là khoản roulette của mình nha các bạn. Thế là bạn nào mà có bet xịn gửi mình nha. Đó, mình sẽ chấp nhận hết các bạn. Ok, bây giờ mình đã vô trận rồi, bây giờ mình sẽ đép thôi các bạn. Con này nhìn còn đẹp trai hơn thằng mấy thằng này nha các bạn thấy không? Con này nhìn mặt đẹp trai hơn tụi nó nữa. Không, ngon. Ngon. Oh.
ơi. Quét hết quái rồi các bạn. Quét sạch luôn còn con nào luôn. Không còn bóng người luôn. Ôi con này ngủ rồi. Thôi không. Quacky. Quacky quacky. It's time for school. Không sao anh ơi. Dưỡng đẹp ổn. Ui mấy con này chạy nhanh quá. Không sao. Chạy nhanh nhưng mà không có bằng mấy con này đẹp. Ui. Má cái hiệu ứng game này nhìn chán nhá. Kiểu nó chỉ tạo ra một cái đường dài thôi á. Nó không có hiệu ứng bắn gì luôn á. Cay thiệt. Nhà làm game lười làm anh ơi. Ngủ rồi. Quacky quacky. It's time for school. Chết rồi các bạn ơi. Mấy con bông này của mình ngủ rồi. Không sao đâu. Em để con này lại thành first đi. Trời ơi nó ngủ tiếp rồi. Má ngủ nhiều vậy. Má đúng là ham ăn lười. Ôi. Thua không. Thấy sao mày ơi. Ổn vậy. Ghê quá. Bắt một con đép đi Dũng ơi. Dạ có đúng con bự à. Đặt ở đâu? Đặt được. Con mày đặt con gì quá trời ơi. Ôi. Không sao, không thua. Tao thua rồi. Quá easy các bạn. Ôi ơi, đâu. Thôi từ xá tháo này cái. Đặt ở đây nè. Rồi nâng cấp lên nè. Rồi ok luôn. Siêu thủ luôn các bạn. Ủa nó lọt kìa, lọt khố kìa. Đây còn 2000 máu kìa anh em ơi. Đéo về. Con này còn 2000 máu nè. Ê anh em. 2000 máu kìa. 2000 máu. Ok, con này của tao ngủ rồi. Ê anh em ơi, nó lọt nhà nó kìa. Biết nhà đâu không? Nó lọt nhà kìa anh em ơi. Thôi ra nó phải. Thôi xong nữa rồi. Ê thua không? Ê thua thiệt á, thua thiệt á. Đại chú bị đại tù, đại tù kini. Ê thua nè. Đâu thua. Chưa thua. Nãy tự nhiên nãy con này của tao ngủ. Đây thì phải tao xeo đi. Đây của tao đép nè. Con nó có stun nữa. Ủa chết rồi. Con này lọt khố rồi nè. Chết mẹ rồi. Chết là lọt rồi mày ơi. Ê 60.000 máu. Hết tiền đép rồi. Ê nhà nè em ơi. Ê con biết của tao bắn nè. Đó. Con biết của tao cover kìa. Yeah. Let's go. Nãy giờ tao xeo đi. Xeo đi bán lại bao nhiêu lần rồi. Nói chung là mấy con này khá đắt cho nên mình đặt up lẻ cũng được. Cho tập trung nó gây đam đi. Chứ nãy giờ mình thấy mình sợ thua các bạn. Ô con này ngủ rồi. Đỡ ngủ mà. Ok được rồi. Ôi nhìn đánh kìa bạn. Ô quá đó phát. Bạn nhìn đánh kìa. Ôi bố. Ôi. Ủa làm gì vậy? Bạn thấy làm gì không? Ôi nữa kìa. Bạn thấy nó đỡ không? Nó biến thành gao cái gì vậy. Ôi sao ngủ rồi, đừng ngủ mà. Rồi cái thằng vậy rồi. Cái con này kiểu nó bị lười các bạn. Kiểu hở cái ngủ, đang làm việc cái ngủ. Đúng là da đen. Ơi Hữu ơi, không ổn mà Hữu ơi. Ổn. Không nó vô, nó bắt đầu thấy vô nhà được rồi nè. Ôi đông quá. Không sao hết, đã chốt đã đồ, đã tụt kì ni. Tính ra mấy con này của ta nó vét hết mấy con đằng sau nè cũng được hết. Hiện tại thì cái màn của chúng ta khá là bất ổn các bạn, tại vì nó đông quá. Đông kinh không luôn á. Không sao hết, đã chốt đã đồ. Rồi xong, 50 rồi, let's go. Đi xe mày ơi. Ôi giờ là chúng ta đã win rồi. Yes sir. Win rồi các bạn ơi. Em đặt thêm con ở đây. Đánh cho đã. Ôi mình không cần đặt luôn á. Ơi mình tính cho mình siêu kiểu đặt nó win luôn rồi. Easy. Yeah. Rồi giờ là chúng ta trả thù đời thành công rồi các bạn. Ngon. Ui mình được cái clam này nè. Đấy. Thì bây giờ chắc là mình nghĩ là cái video của mình đến đây đã dài rồi các bạn. Thì nói chung á, hôm nay là chủ yếu là mình đi review hai con siêu bá đạo thôi. Thì thật ra là mình vẫn chưa có hai con này đâu. Bây giờ mình chỉ đi mượn thôi các bạn. Cho nên là nếu như bạn nào mà ủng hộ thì clip sau mình sẽ cố gắng mình sẽ leo top 7 xếp hạng nha các bạn. Đấy, để lấy con mạnh nhất game luôn. Và nói chứ thật ra lạc mình khá là gà nên là bạn nào mà có bet thì donate cho tao.